thần thiếp Tiêu Thị, Ánh Yên, tham kiến thái tử điện hạ. Ta bình thường ghét nhất những nữ nhân mưu mô. Cô gả vào phủ thái tử không phải ý của ta. Ta đã hứa với thái tử phi mãi mãi bên nhau, không bao giờ động vào cô. Không bao giờ à? Cô khóc cái gì? Cảm giác như từng gặp cô gái này rồi. Điện hạ, thần thiếp biết điện hạ và thái tử phi son sắt bên nhau, thiếp không muốn xen vào. Mơ tưởng điện hạ động phòng với thiếp, nhưng nếu kháng lệnh, cả trăm mạng người Tiêu gia sẽ phải gặp nguy hiểm. Mong điện hạ đêm nay ở lại điện Chiêu Hoa. Tiểu thư, da của người, đừng nói nam nhân, đến một nữ tử như em chạm cũng yêu không nỡ rời. Tiểu thư, nô tỳ thấy người ngày nào cũng thoa tinh dầu này, mát xa chỗ đó của nữ tử. Nô tỳ rất tò mò, không biết nó là gì. Vật này không chỉ khiến nữ tử dưỡng ra thể chất dễ đẻ, mà còn khiến nam nhân si mê đến nghiện. Tiểu thư, lão gia kêu người đến sảnh chính thay đồ cho ta. Ta là Tiêu Ánh Nhiên, vô tình xuyên không về cổ đại đã được 17 năm. Tính ngày thánh chỉ kêu ta lấy chồng cũng là hôm nay đây. Đích nữ Tiêu Thị, Tiêu Ánh Nhiên, đoan trang hiền thục, tài đức song toàn, cần mối lương duyên nên ban làm chắc phi thái tử, kế thừa dòng máu hoàng gia. Thần nữ tiếp chỉ. Nhiên nhi, thái tử hung hăng tàn bạo, chỉ độc sủng thái tử phi. Nếu không phải thái tử phi vào phủ thái tử 4 năm không có con, thì thánh thượng cũng không ban hôn cho con. Cha sợ con gả qua đó sẽ chịu uất ức. Lão gia, nếu Ánh Nhiên không gả, thì Tiêu gia chúng ta sẽ phạm tội kháng chỉ. Cha đừng lo, vì Tiêu gia con xin gả vào phủ thái tử. Nhưng nô tỳ nghe nói nửa năm nay số quý nữ thế gia gả vào phủ thái tử không chết cũng tàn phế, tiểu thư gả qua đó e là lành ít dữ nhiều. Ta không tin tình yêu, chỉ tin bản thân. Ta sẽ khiến thái tử dung cảnh trạch dùng quyền và tình yêu biến thành vũ khí thay đổi vận mệnh cho ta. Mong điện hạ đêm nay ở lại điện Chiêu Hoa. Cô ấy không mong ân sủng, chỉ một lòng vì gia tộc. Chắc là một người hiền lương thục đức. Nhưng mình đã hứa với y sẽ không ngủ chung với nữ tử nào khác. Điện hạ yên tâm, thần thiếp có thể chia giường ngủ với thái tử. Ta biết rồi, cô đứng dậy đi. Tạ điện hạ. Lời hứa của nam nhân, sống bên nhau cả đời với nữ nhân, chỉ bởi vì chưa có cái gì hấp dẫn được hắn mà thôi. Dung cảnh trạch, ngươi không động vào ta, ngươi có nhịn nổi không? Mùi hoa quả và hoa đào thơm quá. Hóa ra là mùi thơm của cô ấy. Chết tiệt, rõ ràng mình đã hứa chỉ có một mình y rồi, thế mà lại có phản ứng với nữ nhân khác. Trước kia đâu có tình trạng như thế. To gan. Thái tử điện hạ, ngài sao vậy?
là ai cho cô lại gần ta? Tối qua là thái tử điện hạ ôm thiếp ngủ mà. Ta thấy quá nhiều thủ đoạn quyến rũ của đám con gái thế gia các cô rồi. Hôm nay, cô không cần mời trà thái tử phi. Ở yên trong này cho ta. Nương nương, thái tử điện hạ. Hỏng rồi, nương. Hôm qua người không ngủ với thái tử điện hạ sao? Ừ, hắn không chịu chạm vào ta. Chuyện này không thể để thái tử phi biết được. Nếu không, cô ta sẽ đi báo với thái hậu. Thái hậu mà trách tội, sau này người còn sống thế nào ở trong phủ thái tử? Không, chúng ta phải khiến thái tử phi biết điều này. Vì sao lại thế hả? Kế hoạch của ta, bước đầu tiên gọi là mời quân vào phòng. Thần thiếp Tiêu Thị Ánh Nhiên tham kiến thái tử phi tỷ tỷ. Không ngờ Tiêu Trắc Phi lại khuynh quốc khuynh thành như vậy. Cảnh ca ca liệu có thích cô ta không? Mời tỷ tỷ uống trà. Muốn bổn cung bỏng chết à? Mời trà lại. Mời tỷ tỷ uống trà. Quá nguội. Tiêu Trắc Phi xuất thân thế gia, không lẽ lại không rót nổi một ly trà bình thường? Mời tỷ tỷ uống trà. 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 Thái tử điện hạ, thuộc hạ vừa nhìn thấy Trắc Phi nương nương đến chỗ Tây Ngô điện của thái tử phi. Quả nhiên là cô ta không chịu được. Có ta đây. Cô ta đừng mơ gây rối cho y tới Tây Ngô điện. Mời tỷ tỷ uống trà. Tiêu Trắc Phi xinh đẹp tuyệt thế, ta mà là nam tử cũng sẽ khuynh đảo. Bẩm tỷ tỷ, nam tử bình thường có lẽ sẽ thấy sắc nổi lòng tham, nhưng thái tử điện hạ thì khác. Nói vậy là sao? Không giấu gì tỷ tỷ, thái tử điện hạ đêm qua tuy ngủ lại điện Chiêu Hoa, nhưng lại không viên phòng với muội muội. Cô nói cái gì? Điện hạ không động vào cô. Điện hạ không động vào cô. Muội muội, tuy đêm qua đã xin thái tử ở lại điện Chiêu Hoa, nhưng đó chỉ là thánh mệnh khó tránh, muốn bảo vệ tính mạng cho Tiêu gia. Muội muội biết, tỷ tỷ và điện hạ tình cảm vững vàng, sẽ không vì muội muội mà lay động. Cứ tưởng là có ý đồ, không ngờ cô ấy lại đơn thuần như vậy, xem ra là mình hiểu lầm rồi. Hóa ra là ta hiểu lầm muội muội. Chỉ cần có thể giải tỏa hiểu lầm giữa tỷ tỷ và điện hạ, muội muội cũng yên lòng. Mong thái tử phi tỷ tỷ uống trà. Không ngờ Tiêu Ánh Nhiên lại ngu xuẩn như vậy. Có lẽ cũng không đáng sợ. Đứng dậy mời trà đi. Tạ ơn tỷ tỷ. Hàn Y Y, dung cảnh trạch trung thủy với cô là do cô tự do phóng khoáng. Cứ nghĩ đây là chân ái. Nhưng nếu như hắn thấy sự mưu mô của cô, sự trong ngoài bất nhất của cô thì sao? Nương nương, thái tử phi, dù người không thích Trắc Phi nương nương thì cũng đừng hất trà nóng vào chứ. Hai tay của nương nương bị hỏng rồi. Con tiện tỳ này, ngươi dám vu hãm ta. Cảnh ca ca, sao chàng tới đây? Y y, nàng đang làm gì vậy? Ta thái tử điện hạ, là thị nữ của Tiêu Trắc Phi sỉ nhục thái tử phi nương nương, nên thái tử phi mới đánh cô ta. Nô tỳ không sỉ nhục. Rõ ràng tay đã bị bỏng. Liên Kiều. Điện hạ, là thần thiếp sơ ý trượt chân nên mới làm vỡ ly trà, không liên quan đến tỷ tỷ. Ngài đừng trách tỷ tỷ. Con tiện nhân Tiêu Ánh Nhiên này dám giả vờ yếu đuối để lấy sự đồng tình của cảnh ca ca.
đi tới thái y cục lấy thuốc. Vâng. Thúy Nhi, đến phòng ta lấy kim sang dược thượng hạng ra, thoa cho Tiêu Trắc Phi. Tạ đại hạ và tỷ tỷ. Chân bị sao vậy? Bẩm thái tử điện hạ, Trắc Phi nương nương khi nãy mời trà, do quỳ quá lâu. Linh Kiều. Điện hạ, thần thiếp không sao. Y y, bổn vương đưa Tiêu Trắc Phi về trước, sẽ tới thăm nàng sau. Cảnh ca ca. Hương Lăng. Đây là lần đầu tiên Cảnh ca ca ôm nữ nhân khác đi trước mặt ta. Ta sợ Cảnh ca ca sẽ yêu Tiêu Trắc Phi mất. Nương nương không cần lo, nửa năm qua số thiếp thất bị khanh ra khỏi phủ thái tử còn ít sao. Thái tử điện hạ sủng ái người vô cùng, không có ngoại lệ. 4 năm trước vô tình gặp ngoài trại, là mình cố ý giả mạo thân phận ân nhân của Cảnh ca ca nên mới được sủng ái. Nhưng trên vai mình không hề có vết bớt hoa đào của người đã cứu Cảnh ca ca. Nếu viên phòng sẽ bị lộ. Tiêu Ánh Nhiên dám cướp Cảnh ca ca của ta, ta sẽ khiến cô không sống yên ổn được. Ở phủ thái tử, đa tạ điện hạ đưa thần thiếp về. Lát nữa ta sẽ kêu người đưa thuốc cho nàng. Ta còn phải xử lý chính vụ, đi trước đây. Nương nương, nô tỳ bôi thuốc giúp người. Thái tử điện hạ, thuộc hạ cầm thuốc tới rồi. Nương nương, da của người thật là mịn. Hôm nay mời trà lại quỳ bao lâu, cho nên chắc sẽ không tiêu hết được nhanh đâu. Thái tử phi tỷ tỷ mới là chính thê của điện hạ, ta quỳ lâu hơn cũng không sao cả. Đằng nào điện hạ cũng không bao giờ đến lại điện Chiêu Hoa nữa mà. Điện hạ, ta mang thuốc đến cho nàng. Đa tạ điện hạ. Điện hạ cứ đặt trên bàn là được. Thần thiếp phải bôi thuốc tiếp, mời điện hạ né đi. Đây là phủ thái tử của ta, nàng là Trắc Phi của ta, muốn ta né đi kiểu gì? Thần thiếp không có ý muốn né thái tử, chỉ là không muốn tỷ tỷ hiểu lầm. Cô ấy lương thiện quá, mà lại phải chôn vùi cả đời ở phủ thái tử, cũng là mình nợ cô ấy. 7 ngày nữa là lễ hoa đăng. Nếu nàng thích, ta đưa nàng và Y Y cùng đi ngắm. Thật sao? Dùng thuốc của ta. Hàn Y Y, ta sẽ tặng cô một món quà, khắc cốt ghi tâm. Cảnh ca ca, nghe nói lễ hoa đăng tối nay sẽ có thuyền hoa, mưa cánh hoa và cột dây đỏ cầu duyên. Lát nữa huynh đi với ta nhé. Được. Coi kìa, quên mất muội muội vẫn đang ở đây. Muội muội, mời ngồi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiêu Ánh Nhiên, cô nghĩ liếc mắt đưa tình sẽ có thể khiến ta mất đi sự sủng ái của Cảnh ca ca sao? Tối nay ta sẽ khiến cô đau khổ tột cùng. Nghe nói canh lê của Thanh Phong lâu rất ngon, muội muội thử đi. Cảm ơn tỷ tỷ.
quả nhiên canh lê đã bị bỏ thuốc. Thế nào? Canh lê ngọt thanh thơm mát, ngon lắm ạ. Sao thế? Thấy không khỏe hả? Đột nhiên thần thiếp thấy hơi chóng mặt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Tối nay sợ là không thể cùng đi dạo thuyền. Hương Lăng, mau dìu Tiêu Trắc Phi về phòng nghỉ ngơi. Vâng thưa nương nương. Nương nương, Trắc Phi nương nương. Đa tạ quý nhân, tiểu nhân chắc chắn sẽ khiến vị cô nương này sướng tận lên mây. Cứ chơi đã đi. Mỹ nhân, ta đến đây. Cảnh ca ca, cứ để Tiêu muội muội ở nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta ra phố thôi. Được. Thái tử điện hạ, không hay rồi, không thấy Tiêu Trắc Phi đâu nữa. Khốn kiếp, sao lại không thấy đâu? Vừa nãy nô tỳ dìu Tiêu Trắc Phi về phòng nghỉ ngơi, sau khi mang trà vào thì mới biết Tiêu Trắc Phi không ở trong phòng. Cảnh ca ca, bên cạnh Tiêu muội muội không có hộ vệ, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Triệu Hiên, có, sai người phong tỏa Thanh Phong lâu, lục soát từng tầng cho ta. Vâng. Y y, ta cử vài hộ vệ ở ngoài phòng, nàng đừng đi lung tung, lát nữa ta sẽ về với nàng. Vâng, Cảnh ca ca không cần lo cho muội. Huynh mau đi tìm Tiêu muội muội đi. Tiêu Ái Nhiên, nếu để Cảnh ca ca tận mắt nhìn thấy cô ngủ với tên chăn ngựa, ta xem cô giữ chức Trắc Phi của thái tử kiểu gì. Nhiên Nhi, nàng có chồng đó không? Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, nàng tỉnh lại đi. Nhiên Nhi, nước. Nước. Người đâu? Người đâu? Công tử có gì sai bảo ạ? Phu nhân của ta đột nhiên thấy không khỏe ở tử lâu của ngươi, mau đi gọi đại phu cho ta. Công tử yên tâm, phu nhân không sao. Lễ hoa đăng tối nay có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ đến Thanh Phong lâu uống trà tâm tình. Trong trà hoa của bọn ta có bỏ thêm chút nguyên liệu trợ hứng, tối nay công tử cứ từ từ hưởng thụ là được. Ngươi nói gì cơ? Mau đưa thuốc giải cho ta. Công tử, thuốc này không có thuốc giải, chỉ có giao hoan. Nếu trong một canh giờ vẫn không giải thuốc cho cô nương này, cô ấy sẽ bị vô sinh. Nhiên Nhi, nàng làm gì thế? Điện hạ, xin ngài buông tay ra, để thần thiếp chết đi. Nàng là Trắc Phi của ta, nàng chán ghét ta vậy sao, không muốn để ta chạm vào nàng? Trong lòng thần thiếp từ lâu đã coi điện hạ là phu quân duy nhất của mình, thần thiếp không muốn tỉ tỉ buồn lòng, không muốn điện hạ phải khó xử. Điện hạ, ngài buông thiếp ra đi. Nhiên Nhi, công tử, không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu cô nương này bị vô sinh, cuộc đời cô ấy sẽ hủy mất. Ta đã hứa với Y Y, đời này chỉ có một mình nàng ấy, nhưng tình hình hiện giờ ta nên làm thế nào đây? Thái tử điện hạ, công tử, cút. Đây là sao? Nàng ấy lại có dấu hoa đào? Thái tử điện hạ, sao Cảnh ca ca đi lâu như vậy vẫn chưa có tin gì?
chắc là thái tử điện hạ đã phát hiện Tiêu Trắc Phi vụng trộm nên đã nổi giận, đang trừng phạt cô ta. Ta vẫn thấy không yên tâm, chúng ta qua đó xem. Điện hạ xưa nay luôn có chừng mực, tại sao lại làm chuyện buông thả với Trắc Phi nương nương ở Thanh Phong lâu? Nếu bị thái tử phi biết, Triệu thị vệ, thái tử phi nương nương cảnh ca ca đâu? Tìm thấy Tiêu Trắc Phi chưa? Bẩm thái tử phi, tìm thấy Tiêu Trắc Phi rồi hạ. Cô ấy và thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi ở trong. Nghỉ ngơi là có ý gì? Bọn họ đang làm gì trong đó? Thái tử phi để thuộc hạ thuê một phòng ở Thanh Phong lâu cho người, e là tối nay sẽ không về phủ thái tử được. Nương nương, ta hỏi ngươi, thái tử và Tiêu Trắc Phi rốt cuộc đang làm gì ở trong kia? Không được vào, không được vào. Nương nương, không được vào, tránh ra. Hai người đang làm gì? Hỗ xược, ai cho phép các ngươi vào đây? Cảnh ca ca, huynh nói đi, huynh đi tìm Tiêu muội muội, tìm lên tận giường với nhau thế này sao? To gan. Y y, chuyện này không như nàng nghĩ. Nàng ra ngoài trước đi, lát nữa ta sẽ giải thích với nàng. Giải thích cái gì? Cảnh ta vừa nhìn thấy là sao? Huynh nói đời này chỉ có mình ta sẽ không chạm vào cô ta, huynh không thấy có lỗi với ta sao? Tiêu Ánh Nhiên, đồ tiện nhân, cô dám quyến rũ Cảnh ca ca của ta, cô là đồ tiện nhân, cô cút ra ngoài cho ta. Tại sao cô lại ở đây? Cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Đủ rồi. Triệu Hiên, đưa thái tử phi ra ngoài. Vâng, đi thôi. Cút. Ta tự đi được. Tiểu mỹ nhân, con khốn, vừa hay để trà hoa của Thanh Phong lâu, giúp ta một tay. Hàn Y Y, mùi vị tự bê đá đập chân mình thế nào? Cô thua rồi. Nàng muốn đi đâu? Tối nay điện hạ đã cứu thần thiếp, thiếp không muốn. Điện hạ bị tỷ tỷ hiểu lầm, thiếp đi giải thích rõ ràng với tỷ tỷ. Ta ghét nhất là dáng vẻ lúc nào cũng vạch rõ ranh giới của nàng với ta. Điện hạ, thế nào rồi? Giờ đã đỡ hơn chưa? Hai mắt ta bị thương, mặc dù không nhìn rõ cô nương, nhưng ta nhớ trên bả vai có một dấu hoa đào. Cô nương dùng thân giải độc cho ta, ngày sau ta sẽ cưới cô nương làm vợ. Ta thấy huynh bị rơi xuống hầm băng nên sưởi ấm giúp huynh thôi. Đừng nói lời dễ hiểu lầm như thế. Điện hạ, dấu hoa đào trên bả vai nàng là thế nào?
Thần thiếp đã có từ khi còn nhỏ. Thì ra là nàng. 4 năm trước, nàng đã từng đi đến biên giới phía Bắc và gặp gỡ ai không? Thần thiếp là nữ nhi trốn khuê phòng, lớn lên ở đô thành từ nhỏ, sao có thể từng đi biên giới được? Công tử, công tử, huynh có nhìn rõ không? Ta đã bên huynh rất lâu. Là nàng. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy nàng. Ta đang nghĩ linh tinh gì vậy? Người năm đó cứu ta, rõ ràng là Y Y. Điện hạ, vẫn nên mau đi tìm tỷ tỷ đi. Đừng để chuyện này làm rạn nứt tình cảm với tỷ tỷ. Thần thiếp không sao, nàng ấy hiểu lòng người như vậy, ta nên thấy vui mới đúng. Nhưng tại sao khi nghe nàng ấy nói thế, lòng ta lại thấy rất khó chịu? Được, bổn vương thỏa nguyện cho nàng. Bước thứ hai của ta gọi là tấn công thẳng vào tim. Tiêu Ánh Nhiên, ta sẽ không tha cho cô. Nương nương, nô tỳ đã sai phòng bếp chuẩn bị đồ ngọt người thích ăn nhất, người ăn chút đi ạ. Ra ngoài. Ta đã nói là ta. Cảnh ca ca, ta cứ tưởng huynh sẽ không đến đây nữa. Tối qua Tiêu Trắc Phi uống nhầm trà hoa bị bỏ thêm nguyên liệu của Thanh Phong Lâu, không như nàng nghĩ đâu. Cảnh ca ca, huynh là vua tương lai của một nước, chỉ cần lòng huynh có ta, ta sẽ không để bên cạnh huynh có bao nhiêu người, ta chỉ muốn cùng huynh đầu bạc sang long, sống cùng nhà, chết cùng mộ. Trong lòng thần thiếp từ lâu đã coi điện hạ là phu quân duy nhất của mình. Cảnh ca ca, huynh sao thế? Y Y đang ở trước mặt ta, tại sao ta lại nghĩ đến mà? Y Y, mạng của ta là nàng cứu, nàng vĩnh viễn là thê tử của ta. Tiêu Ánh Nhiên, cả đời này ngươi đừng hòng tranh với ta. Đưa đồ ăn. Sao lại rau với màn thầu nữa rồi? Chắc phi nương nương muốn ăn cá. Mấy con cá đó bọn ta nấu cho thái tử và thái tử phi nương nương. Một chắc phi không được sủng cũng muốn ăn cá sao? Bà, nếu lần sau không muốn ăn, bọn ta sẽ lấy đi cho chó. Làm sao thế? Nửa tháng này chỉ cần thái tử về phủ thái tử, bên phái Tây Ngô Điện sẽ mời người đi. Thái tử không đến Chiêu Hoa Điện, người ở nhà bếp cũng dám bắt nạt chúng ta, ngày nào cũng đem mấy món không ai ăn đến. Hàn Y Y trả thù chuyện lễ hoa đăng, cũng trẻ con thật. Nương nương, người còn cười được sao? Người vào phủ thái tử gánh trọng trách sinh con ấy, người không định giành thái tử sao? Từ khi vào phủ thái tử, có giành bao giờ? Không phải toàn là thái tử điện hạ tự đến thôi sao? Đưa bức thư này đến thư phòng, giao cho thái tử điện hạ. Nương nương, người định tranh sủng rồi sao? Nhưng tối nay là sinh thần của thái tử phi, chắc chắn thái tử sẽ đến Tây Ngô Điện. Em chỉ cần đem thư giao cho thái tử điện hạ, còn lại đừng nói gì, hiểu chưa? Đi đi.
có lẽ nam nhân sẽ vì áy náy nhất thời mà dỗ dành nữ nhân vài hôm, nhưng thời gian lâu dài rồi sẽ mệt nhoài. Hàn Y Y, là chính tay cô đẩy Dung Cảnh Trạch đến bên cạnh ta đấy. Hương Lăng, em xem ta có giống quý nữ thế gia như Tiêu Ánh Nhiên không? Gần đây điện hạ không phải thích thế này sao? Nương nương ăn diện đẹp hơn đám quý nữ thế gia dung tục đó, thái tử điện hạ thấy chắc chắn sẽ say mê. Không còn sớm nữa, mau đi mời điện hạ đến. Dạ, nương nương. Ta luôn lo lắng chuyện ngụy tạo vết bớt hoa đào sẽ có sai sót, cứ chờ lại chờ được Tiêu Ánh Nhiên vào phủ thái tử, ta không thể ngồi yên chờ chết nữa. Chờ tối nay ta đánh thuốc mê điện hạ, động phòng với ngài ấy, tất cả rồi sẽ đâu vào đấy. Tiêu Trắc Phi, hôm nay đang làm gì? Nghe tỷ nữ của Chiêu Hoa Điện nói, mỗi ngày trước phi nương nương đều đọc sách viết chữ, uống trà ngắm hoa, vẫn như ngày thường. Lễ hoa đăng đã qua nửa tháng, cũng không thấy cô ấy đến tìm ta. Nữ nhân này không tranh không giành gì cả. Điện hạ, ngài muốn cô ấy như vậy mà. Nô tỳ Liên Kiều, tỳ nữ của Chiêu Hoa Điện, có chuyện cần bái kiến thái tử điện hạ, vào đi. Nô tỳ bái kiến thái tử điện hạ, Trắc Phi nương nương bảo nô tỳ đưa bức thư này cho ngài. Đêm nay sương lạnh, cũng có tuyết, mong điện hạ ngủ ngon. Chủ nhân ngươi có nói gì không? Bẩm điện hạ, không có. Lui đi. Dạ. Điện hạ, bên ngoài tuyết rơi đường trơn, ngài muốn đến Tây Ngô Điện sao? Đến Chiêu Hoa Điện. Tiểu thư, thái tử điện hạ đang đến Chiêu Hoa Điện chúng ta. Quả nhiên là vậy. Mau đi đi. Dạ, nô tỳ biết rồi. Tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu, xin thêm ba tâm nguyện. Thứ nhất, mong điện hạ thiên tuế. Thứ hai, mong cho thiếp sống bền. Thứ ba, mong sao như chim liền cành, cả đời bên nhau. Thái tử điện hạ, điệu múa của Trắc Phi nương nương tên là múa cầu phúc, người múa ăn chay giữ giới, thắp hương gột rửa 10 ngày, chân trần múa dưới trời tuyết, khẩn cầu thần minh mới có thể cầu phúc thành công, nhưng nếu bị cắt ngang coi như phí hết công sức. Nàng ấy vì ta. Thái tử điện hạ, là ngài thật sao? Nàng dám đẩy ta ra. Thần thiếp tưởng đây là mơ. Bởi vì chỉ có trong mơ, thần thiếp mới nhìn thấy điện hạ. Nếu muốn gặp, sao không đến tìm ta? Thần thiếp biết điện hạ bận rộn, lại phải ở bên thái tử phi. Dù thần thiếp nhớ điện hạ, thần thiếp cũng chỉ có thể múa một điệu cầu phúc cho điện hạ thôi. Thank you.
Cảnh ca ca sắp đến đúng không? Nương nương, thái tử điện hạ tối nay ở Chiêu Hoa Điện, không đến đây nữa. Nương nương, nửa tháng nay tuy cảnh ca ca ngày ngày đến Tây Ngô Điện, nhưng chỉ tâm sự dùng bữa với ta, không hề ở lại. Tiêu Ánh Nhiên, con hồ ly tinh đó dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Hương Lăng, có khi nào cảnh ca ca yêu cô ta không yêu ta nữa không? Không đâu nương nương, thái tử điện hạ chỉ nhất thời ham mới mẻ thôi, người mới là chính thê của ngài ấy, là người trong lòng ngài ấy. Tiêu Ánh Nhiên, ngươi dám giành nam nhân với ta, Hàn Y Y ta thề nhất định sẽ khiến người sống không được, chết cũng không xong. Vì sao nhìn nàng ấy, ta lại có cảm giác như từng quen biết? Chuyện đầu tiên khi hắn tỉnh dậy chính là thoa thuốc cho ta. Hắn còn là dung cảnh trạch ta biết không? Nương nương, vừa rồi trước khi đi, điện hạ nói tối nay vẫn đến thăm người. Người khổ tận cam lai rồi, vẫn chưa kết thúc. Trước lúc đó còn cần một mồi lửa cuối cùng. Ngươi nghe gì chưa? Thái tử điện hạ thường xuyên ở lại Chiêu Hoa Điện, hình như Trắc Phi có thai rồi. Ta còn nghe nói thái hậu hạ chỉ, nếu Tiêu Trắc Phi sinh ra trưởng tử cho thái tử, sẽ phế bỏ thái tử phi, phong cô ấy làm chính phi. Nương nương, không hay rồi nương nương. Chuyện gì thế? Hớt ha hớt hãi. Nô tỳ nghe nói Tiêu Trắc Phi mang thai, nếu cô ta sinh ra trưởng tử cho thái tử, thái hậu sẽ phong cô ta làm chính phi. Không thể nào, không thể nào. Nương nương, Tiêu Trắc Phi không thể sống nữa. Vị trí chính phi chỉ có thể là của ta. Lập tức đi mời Vu Y. Ta phải khiến con của Tiêu Ánh Nhiên chết trong bụng. Đây là bánh ngọt ta bảo nhà bếp làm, Tiêu muội muội ăn thử đi. Ăn vào thơm mát mềm dẻo, ngọt mà không ngán. Bánh ngọt của tỷ tỷ quả nhiên rất ngon. Vậy Tiêu muội muội, nếm thử bánh táo đỏ này đi. Bánh táo đỏ này giữ khí, bổ huyết. Nương nương, ta đã cho vào hai loại bánh này, hai loại thuốc khác nhau, không màu không mùi. Nếu ăn riêng từng cái không có hại, nhưng nếu ăn cùng với nhau sẽ hình thành độc mãn tính, lâu dài sẽ khiến nữ tử đó đau bụng lạnh tử cung, hạ thể chảy máu, không thể có con. Thôi không ăn thì hơn. Sao vậy? Không phù hợp khẩu vị của muội muội sao? Bánh của tỷ tỷ tuy ngon, chỉ là mấy ngày nay vì nguyệt sự nên thấy đau bụng, e rằng ăn bánh nhiều sẽ khiến dạ dày khó chịu. Hóa ra cô ta không mang thai, đúng là trời cũng giúp ta. Trong hai loại bánh này ta đều cho thuốc bổ vào, nữ tử đến nguyệt sự ăn sẽ càng tốt. Nếu muội muội thích
ta sẽ cho người mang đến cho muội mỗi ngày. Thế thì tốt quá, đa tạ tỷ tỷ. Thần thiếp không quấy rầy tỷ tỷ nữa, cáo từ. Nương nương, hiện giờ Tiêu Trắc Phi không thể mang thai nữa, người phải nghĩ cách tranh thủ sinh ra trưởng tử cho thái tử điện hạ. Năm đó ta được cảnh ca ca sủng ái làm thái tử phi, đều vì ta mạo danh thân phận ân nhân cứu mạng. Nếu có thể mang thai con của thái tử, ta lại có thêm một kim bài miễn tử. Hàn Y Y, nhận nhầm ân tình là tình yêu, ta tìm ra nhược điểm chí mạng của ngươi rồi. Nương nương, rõ ràng người biết bánh của thái tử phi có vấn đề, sao lại ăn mười mấy ngày liền không vào hang cọp, không bắt được cọp con. Ta có chừng mực, lui xuống đi. Thái tử điện hạ giá đáo. Nương nương, thái tử điện hạ đến rồi. Nói với ngài ấy ta nghỉ ngơi rồi. Nàng có biết lừa ta là tội khi quân không? Thần thiếp tưởng rằng đêm nay thái tử điện hạ sẽ đến chỗ thái tử phi tỷ tỷ. Mỗi lần ta đến, nàng đều bảo ta sang với thái tử phi. Tiêu Trắc Phi của ta quả nhiên rộng lượng. Nếu đã vậy, sau này ta sẽ không đến Chiêu Hoa Điện nữa. Sẽ không đến Chiêu Hoa Điện nữa. Điện hạ, không phải nàng bảo ta đi sao? Nàng khóc cái gì? Trên đời này có nữ tử nào đành lòng đẩy phu quân mình ra xa? Chỉ là thần thiếp nghĩ thái tử phi hiện tại rất giống thần thiếp lúc mới vào phủ. Thần thiếp không muốn tỷ tỷ khó xử, cũng không muốn điện hạ. Ta biết nàng vào phủ thái tử không phải ý nàng muốn, nhưng ta có thể làm được gì đây? Vu Y nói, cổ này không thể giải, cần nam nữ chung chân chung gối mới giải được. Chỉ cần thái tử điện hạ uống vào, ngài ấy và nương 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 nương, Hương Lăng cô cô đi mời thái tử điện hạ rồi hạ. Cô ấy bảo nô tỳ mang hai ly rượu này tới. Hương Lăng cô cô nói, ly đỏ là của nương nương, ly xanh là của thái tử điện hạ. Cảnh ca ca, đã lâu lắm rồi chàng không tới đây, dạo này công việc bộn bề, không để ý đến nàng. Vài ngày nữa, ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật bù cho nàng. Cảnh ca ca, ta không phải con gái thế gia hay ghen, hay dùng thủ đoạn. Chỉ cần trong lòng chàng có ta là được. Chúng ta uống một ly đi. Cảnh ca ca,
Thái y nói, cơ thể ta đã tốt lên rồi. Hay là tối nay để ta hầu hạ chàng nhé. Có chuyện rồi thái tử, Trắc Phi đột nhiên đau bụng, chảy rất nhiều máu, sắp không ổn rồi. Ngươi nói gì? Cảnh ca ca, chàng nói, tối nay sẽ ở cùng ta mà. Y y, tình hình của Tiêu Trắc Phi nguy cấp, ta phải đi xem thế nào. Nàng ở đây chờ ta, ta sẽ đến tìm nàng sau. Cảnh ca ca, tại sao? Tại sao? Mình sao thế này? Hương Lăng, Hương Lăng, Hương Lăng, Hương Lăng, nương nương, nương nương, người sao thế? Nương nương, nương nương, y y, nàng sao thế? Y y. Cảnh ca ca, ta biết chàng thương ta nhất mà. Nương nương, nương nương, Cảnh ca ca, ta sẽ sinh cho chàng, ta sẽ sinh cho chàng đích trưởng tử. Nương nương, không được đâu. Nương nương, nương nương, không được. Thái y, Tiêu Trắc Phi thế nào rồi? Chúc mừng thái tử điện hạ, Trắc Phi nương nương có thai rồi. Trắc Phi nương nương có thai rồi. Chỉ là Trắc Phi nương nương ăn nhầm một loại độc tố, khiến cơ thể đầy khí lạnh, nên mới đổ máu và đau bụng, suýt thì sảy thai. Khốn kiếp, các ngươi đã cho Tiêu Trắc Phi ăn gì? Thái tử điện hạ, ngày nào Trắc Phi cũng ăn hai loại bánh thái tử phi mang tới này. Tối nay cũng vì ăn bánh xong nên mới đau bụng mãi. Thái tử điện hạ, hai loại bánh này nếu ăn riêng thì không sao, nhưng nếu ăn cùng lúc ắt sẽ sinh ra một loại độc tố. Trắc Phi nương nương đau bụng chảy máu cũng chính vì vậy. Thái tử điện hạ, thái tử phi muốn hại chết Trắc Phi nương nương. Các ngươi làm gì đấy? Các ngươi làm gì đấy? Thái tử điện hạ, không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân vừa vào, thái tử phi đã nhào tới. Người đâu? Lôi xuống, đánh đến chết. Rõ. Thái tử điện hạ, tha mạng. Thái tử điện hạ, tha mạng cho tiểu nhân. Đi. Thái tử điện hạ. Cảnh ca ca, thật sự không phải như chàng nghĩ. Ta đã tận mắt nhìn thấy rồi. Không lẽ ta bị mù? Nếu năm xưa chúng ta không gặp nhau ở ngoại ô, ta cũng không gả vào phủ thái tử, chịu nỗi nhục thế này. Ta thà chết đi cho xong. Y y, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Y y, nàng bình tĩnh, bỏ ta ra. Tại sao? Trên vai nàng, vì sao không có dấu hoa đào? Ta
người cứu ta ngoại ô năm đó không phải ngươi. Cảnh ca ca, ngươi không chỉ lừa ta, còn ta nhẫn mưu hại Tiêu Trắc Phi và con của ta, làm bậy với hạ nhân. Đúng là đê hèn. Con, con khốn Tiêu Ánh như nó ăn bao nhiêu bánh ngọt mà vẫn có con được ư? Dung Cảnh Trạch, ngươi luôn miệng nói ghét nữ nhân mưu mô của thế gia, nhưng ngươi cũng như đám nam nhân thỉnh cận, cũng thích bị bọn hồ ly tinh dụ dỗ. Cho dù ngươi làm Thái tử Phi bây giờ là nữ nhân kia, ngươi sẽ không thiên vị ư? Không, ngươi vẫn sẽ yêu Tiêu Ánh Nhiên, bởi vì ngươi là nam nhân bội tình bạc nghĩa. Cút đi. Người đâu, tước bỏ phong hiệu Thái tử Phi của Hàn thị, đày vào lãnh cung. Không có lệnh không được ra. Cảnh ca ca, chàng không thể đối xử với ta như thế. Ta yêu chàng như vậy, chàng không thể làm vậy với ta, không thể. Nhiên Nhi, nàng tỉnh rồi, điện hạ. Thế nào rồi, còn đau không? Thái tử điện hạ, đối xử với mỗi ân nhân cứu mạng đều ân cần thế này sao? Là ta có lỗi với nàng, ta đã trừng trị Hàn thị, à ta sẽ không làm hại nàng được nữa. Nhiên Nhi, nàng đang mang thai con của ta, ta sẽ phong nàng làm Thái tử Phi. 10 ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Được, thần thiếp chờ điện hạ. Tình yêu của nam nhân đến đi như gió, mà điều ta muốn là đứng ở vị trí cao nhất. Mời Thái tử điện hạ, Thái tử Phi uống rượu giao bôi, đầu bạc không lìa xa, mặn nồng mãi đến già. Nhiên Nhi, cuối cùng nàng cũng thành Thái tử Phi của ta. Nếu ngày nào đó bệ hạ tìm được ân nhân cứu mạng, không biết thần thiếp có rơi vào kết cục như Hàn thị không? Không đâu, ta chỉ biết rằng trân trọng người trước mắt. Tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu ta đoán không nhầm, người cứu ta năm đó chính là Tiêu Ánh Nhiên. Ngươi đi chết đi. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ, tại sao ngài lại cứu ta? Ta biết nàng chưa từng muốn ở lại bên ta, chỉ là lệnh vua khó trái. Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu cuối cùng. Tiêu Ánh Nhiên, nàng đã từng thật lòng với ta chưa?
Ta. Điện hạ. Thế nào? Bây giờ đỡ hơn nhiều chưa? Cô nương đã dùng cơ thể giúp ta giải hàn độc. Sau này, ta nhất định sẽ cưới cô nương làm vợ. Ta thấy ngươi rơi vào hầm băng, nên cứu ngươi, sưởi ấm cho ngươi thôi. Ngươi đừng nói lời kỳ lạ như thế. Ngươi cứu chàng năm đó là ta. Ngươi cứu chàng năm đó là ta. Chúng ta đã hứa hẹn sẽ mãi ở bên nhau. Tại sao ta không nhớ gì hết nữa? Đến bây giờ, chàng nhìn ta đi. Chàng mở mắt ra nhìn ta đi. Chàng mau nói cho ta biết đây không phải sự thật đi. Điện hạ. Sung Ngụy năm 13, Hoàng trưởng tử Dung Triều dục kế vị, mẹ ruột Tiêu Thị lên làm Hoàng Thái Hậu. Tháng 9 năm đó, Hoàng Thái Hậu băng hà, cùng chôn ở lăng mộ Hoàng Cung với Tiên Thái tử Dung Cảnh Trạch. Chàng nhìn ta đi. Chàng mở mắt ra nhìn ta đi. Chàng mau nói cho ta biết đây không phải sự thật đi. Đây là đâu? Ai ra đã làm Hoàng Thái Hậu? Đã băng hà rồi cơ mà. Đây là Phủ Thái Tử. Ta đã trở về đêm lấy Dung Cảnh Trạch làm chắc phi rồi. Liên Kiều, em ở Liên Kiều. Thái tử điện hạ, thật sự là ngài ư? Dung Cảnh Trạch, thật sự là ngài. Tiêu Ánh Nhiên, dù nàng có yêu ta không, lần này ta đều sẽ không buông tay nàng. Bốn năm trước, nàng có từng tới ngoại ô không? Thần thiếp cứ nghĩ đây là mơ. Vì sao nhìn nàng ấy luôn có cảm giác như đã...